Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ chơi tiếp Minecraft thời đại khủng long. Ở tập trước, mình đã chế tạo ra được cái trứng của Tremozilla. Đây là một quả trứng rất là đặc biệt nha, bởi vì có vẻ là mình đặt ở dưới này đó các bạn, thì trứng sẽ không bao giờ nở ra đâu, mà bắt buộc mình phải tạo ra một vụ nổ siêu cấp khủng khiếp thì từ đó mới có đủ năng lượng và giúp cho quả trứng này nở ra các bạn ơi. Nghe thôi là thấy căng rồi đó các bạn à. Nhưng mà không sao, bữa nay mình sẽ đầu tư luôn ha, vì tương lai ấp thành công cái trứng Tremozilla này. Vì trong cái cuốn sách này các bạn, mình có thấy Tremozilla trông rất là ngầu luôn á. À đâu, ở Toxic Cave nè, Tremozilla. Đó, nhìn dáng bề ngoài này chắc nhiều bạn cũng đã liên tưởng cái nhóc khủng long này giống như là Godzilla các bạn à. Trời ơi, đã thiệt chứ. Thôi được, bữa nay nhiệm vụ đầu tiên sẽ là ấp nở trứng Tremozilla ha. Nhưng mà để thực hiện được điều đó thì mình cần phải có một loại bơm đủ mạnh. Và mình sẽ chọn đó là bơm hạt nhân đi. Quả bơm này thì chế tạo có vẻ là khá là dễ với mình hiện tại các bạn ơi. Mình sẽ cần một cái khối uranium nè. Tiếp theo đó là hai cái uranium rod, kèm theo là fossil core, cũng là hai cái luôn. Vậy, và cuối cùng sẽ là bốn cái khối sắt. Rồi, vậy là đủ rồi. À quên nữa, mình còn phải lấy cái ray gun này nữa ta. Vô khoan, cái ray gun này sạc lại bằng cái gì ta? À hả? Wow, nó có thể enchant được. Nhưng mà để coi nó sẽ sạc bằng... mình chưa biết cách sạc cái cây súng này các bạn ơi. Thôi kệ cái đó thì từ từ mình sẽ nghiên cứu sao ha. Giờ thì chế tạo cái bơm hạt nhân trước cái đã. À, bốn khối sắt mình sẽ chế liền luôn ha. Đây, bốn khối. Xong. Vậy là chúng ta sẽ có được bơm hạt nhân. Yay. Xem nào, bơm hạt nhân này thì ôi, cẩn thận. Trời. Mình mà lớn ngớ mình đặt ở xuống đây một cái nó nổ là xác định luôn các bạn ơi, banh cái gì? Cả cái khu mình luôn. Ủa cái gì ơi? Ôi cái người mình bị nhiễm phóng xạ rồi các bạn ơi. Oh no. Mặc bộ đồ này vô liền mới được. Rồi vẫn bị nhiễm phóng xạ. Cho hồi nãy mình cầm uranium á các bạn. Ây da. Thôi không sao, giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu lấy cái trứng của Tremozilla ha. À mình sẽ lấy cây cúp mềm mại của mình cái đã. Đây, chúng ta sẽ đập cái trứng này, sau đó mang nó tới một nơi thiệt là xa luôn các bạn à. Và mình sẽ cưỡi khủng long bay đi. Để coi mình sẽ đi đâu giờ nhờ. Chắc bay xa xa về hướng bên này đi. Hướng bên này lâu rồi mình cũng chưa có đi qua này các bạn. À, bạn nào có nhu cầu mua Roblox, Love Fruit cũng như là Unit Toilet thì nhớ ghé qua shop của Lộc nha. Link shop ở dưới phần bình luận video á. Ok. Khu đồng bằng kia mình thấy khá là thích hợp rồi đó. Mà vẫn đảm bảo là cách xa nơi ở của mình ha. Rồi, chỗ này thì không có sinh vật nào hết, nên chúng ta có thể an tâm mà thí nghiệm, chỉ có mấy con ruồi thôi. Rồi, diệt ruồi luôn. Ui, raccoon. Gấu mèo. Ôi no, ở đây có gấu mèo hả? Vậy mình sẽ né ra xa một xíu nữa. Thôi nổ cái đùng một phát là gấu mèo sẽ bốc hơi liền đó các bạn à. Không đùa đâu, bơm hạt nhân là có sức công phá ghê lắm. Đây, mình sẽ đặt ngay cái hồ này đi. Alright, đáp xuống cái. Rồi, thu hồi khủng long bay vô. Chuẩn bị nha. Giờ thì chúng ta sẽ set up trước. Đầu tiên là trứng của Tremozilla. Kế tiếp đến sẽ là bơm hạt nhân. Khá lồi hộp luôn các bạn à. Và để kích hoạt được bơm hạt nhân này thì chúng ta sẽ cần có lửa đúng không? Và lửa thì mình sẽ sử dụng cây cung lửa đi ha. Ok, bắn vô. Rồi. Quá trình kích hoạt bơm đã diễn ra rồi các bạn ơi. Oh my god. Mình nghĩ là chúng ta nên bay xa nhất có thể các bạn à. Hy vọng ở khoảng cách này, mình và khủng long bay vẫn sẽ an toàn nha. Ui. Nổ rồi. Uầy, coi kìa. Một khối hình nấm kìa các bạn. Rung chuyển cả một cái vùng này luôn. Trời đất ơi. Kinh dị thiệt chứ. Kìa, cục khói vẫn còn. Ok. Cục khói đã tan biến hết rồi. Uầy, bán kính vụ nổ này cũng rất là to nha. Uầy. Nhưng mà ít ra thì mình cũng bảo vệ được một số sinh vật ở đây á. Chẳng hạn như là gấu mèo vô tội ở đằng kia. Rồi, và nhiệm vụ của mình bây giờ là sẽ đi tìm Tremozilla.
Ê, gì kìa? Đây rồi các bạn ơi, kia là tre Mozilla. Uầy, và cái nhóc này đang trong giai đoạn lớn các bạn ơi. Wow, coi kìa, đẹp lắm các bạn ạ. Và thiệt luôn á, nhìn cứ như là Godzilla vậy đó, nhưng mà có cái nét nét gì đó của khủng long á. Các bạn thấy thế nào? Mình thì thấy cực kỳ ngầu luôn. Thôi được, ngầu như vậy thì không dẫn về nhà là hơi uổng. Cho che Mozilla vô trong cái lasso của mình đi. Sau đó mình sẽ bay về nhà để chúng ta tìm đồ, rồi sau đó cho tre Mozilla ăn hết các bạn. Tại vì cái này là túi ăn túi lớn mà. Hình như nha, theo như mình đọc cái quyển sách này á, thì tre Mozilla sẽ thích ăn những cái, hình như cái thùng vàng vàng á các bạn. Hôm bữa mình lượm về nhiều lắm. Để coi coi. Nè nè, waste room á các bạn, những cái thùng rác thải. Ok, để xem coi có phải như vậy không hay không nha. Mặc dù mình biết là khi mình cầm cái thùng này mình sẽ nhiễm phóng xạ, nhưng mà không sao, mình sẽ hạn chế tiếp xúc với mấy nhóc khủng long của mình là được. Mình đi ra xa xa ngoài này xíu ha. Đó, rồi cho tre Mozilla ra. Ê, đừng có chạy, đừng có chạy. Trời trời trời, trời ơi, ăn luôn kìa, các bạn coi nè. Wow, ăn cái thùng rác thải này gọn khô luôn. Ôi trời, ôi kìa, nhai ngấu nghiến chưa kìa. Ồ, thành công rồi, vua của quái vật. Mình mở được cái thành tựu King of Monster các bạn ơi. Wow, vậy là bây giờ tre Mozilla đã làm bạn với mình rồi. Wow, thích quá các bạn ơi. Không biết là có giáp cho tre Mozilla không nhá. Tre Mozilla, à không có giáp cho tre Mozilla rồi. Hey, khá là tiếc vì điều đó, nhưng mà không sao, ít ra thì bây giờ tre Mozilla đã làm bạn của mình các bạn. Tuyệt vời, tuyệt vời. Đây, mình sẽ để tre Mozilla ở ngay trước nhà mình luôn ha. Đây chẳng hạn. Nè, rồi ngồi ở đây và từ từ lớn ha. Thời gian mình thấy là còn 1000 giây nữa các bạn thì mới lớn. Trong lúc này chắc mình sẽ tranh thủ mình đi khám phá một xíu đi. À nhưng mà trước khi đi khám phá có thể là mình sẽ đi cày kinh nghiệm trước. Để mình enchant. À đâu, 28 cấp chắc cũng đủ mà nhỉ. Ừ, mình sẽ vô trong mình ép một ít cái quyển sửa chữa vô bộ giáp thám hiểm biển của mình đó các bạn. Đây nè, bộ giáp này nè, hiện tại nó đã được bảo vệ chậm hỏng các thứ rồi, khá là ngon. Chỉ còn thiếu sửa chữa để cho nó tự phục hồi độ bền lại thôi. Lấy 4 quyển ha, ép vô luôn. À, chai vô quần nè, nón và áo. Còn thiếu cái ủng nữa, nhưng mà không sao, cái ủng thì từ từ mình đi tìm cũng được, không sao hết các bạn ơi. Rồi, giờ thì chúng ta sẽ chuẩn bị lên giáp và ra khơi thôi. Và ra khơi chuyến này thì mình sẽ không cần phải lệ thuộc vào cái nhóc Don Cleosteus nữa các bạn ạ. Vì mình đã có được khẩu súng này. Cái ray gun này á. Ủa, ôi nhưng mà đúng rồi ta, ray gun này hình như có thể enchant đúng không? Đúng rồi. Mình coi dục vô bàn enchant nó sẽ ra những cái dòng gì ha. Ngon ngon thì mình enchant luôn. X-ray gì nữa kìa. Wow. Ê được á, mình đi cày kinh nghiệm một xíu đi. Sau đó thì vô trong nhà để chúng ta enchant nè. Để xem cái dòng kia nó là gì ha. Energy. Ồ, có vẻ là không có tăng đam các bạn ơi. Còn dòng X-ray thì sao? Hình như là có thể bắn xuyên tường. Wow, đổi thử ơi. Solar. Hình như cái dòng này sẽ giúp cho khẩu súng của mình tự sạc khi mà ngoài trời các bạn ạ. À, thiệt em. Có sạc không vậy? Ủa hay là giờ trời tối nên không sạc ta? Coi coi. Ui, nó tự sạc thiệt luôn các bạn ơi. Thế nhưng cái tốc độ sạc của nó thì có vẻ là không nhanh cho lắm. Bây giờ lên được 61 rồi nè. Nhưng mà thôi kệ, méo mó có đỡ không các bạn. Rồi, vậy là chúng ta đã enchant sơ sơ qua cái khẩu súng này rồi ha. Rồi, hy vọng đây chính là vũ khí đắc lực để chúng ta có thể bắn hạ được cái con Hubbrecker, một con thủy quái ta nói cực kỳ đáng sợ ở cái khu vực Abyssal Jam luôn á. Ủa cái gì đây? Ủa? Ủa? Ôi ơi ơi.
Ơi, gì đây? Trời, đâu ra xuất hiện ở đây vậy? Ui, báo sao mình tưởng. Trời ơi, chị Long đi lạc qua đây. Ai vậy? Đây là chị Long ở một cái vùng đất khác các bạn. Chạy lên đây đi, tấn công khủng long mình. Hên quá mình có khẩu súng này làm tê liệt khủng long. Ui kìa, phá hủy chưa kìa, phá hủy cây cối cơ. May quá, cái khẩu súng này đúng kiểu khắc tinh của khủng long các bạn ơi. Bây giờ đâu có làm gì mình đâu. Tấn công luôn. Đâu cắn mình được. Đang bị nhiễm phóng xạ các bạn. À mà nó mới nhớ, hình như đứa con của anh Long chị Long mình chưa có thuần hóa các bạn ơi. Bây giờ nó đã bự bằng anh Long chị Long rồi. Ủa nó. Ủa giống như nó sắp chạy lên mình vậy. Ôi trời. Không sao không sao, mình không lại gần là được các bạn. Hello. Ui da, gãy thêm mấy khúc xương rồi. Ui dồi. Thôi, không đi cà khịa khủng long nữa. Trời đất ơi, ít thơm mấy gán thuần hóa thêm cái ông nhỏ này nữa các bạn à. Hung dữ quá à. Chứ không thôi vô thăm anh Long chị Long là lại đi băng bột tiếp á các bạn ơi. Không đùa đâu. Ok, giờ thì chắc mình sẽ tiếp tục ra khơi ha. Trên cái chiếc tàu ngầm này. Lên đường thôi các bạn ơi. Quá đã luôn. Uầy, hình như mình mới phát hiện ra được một chức năng khác của cái tàu ngầm này các bạn à. Là mình có thể bật đèn được nè. Wow. Cái này, cái tàu này có đèn. Vậy mà hôm qua mình lặn ở dưới, mình không bật đèn lên. Thôi thui, làm sợ muốn xỉu à. Ok, có mấy bạn nào mà sợ đại dương sâu thẳm thì yên tâm. Bữa nay mình có đèn à, mình gọi sáng sáng nên các bạn cũng đỡ sợ nha. Nè mình gọi vô mặt. Trời ơi. Gọi cái muốn hết thấy đường luôn các bạn à. Cái này là đèn pha hay gì trời. Quá trời sáng luôn các bạn. Sau một quãng đường dài di chuyển thì cuối cùng chúng ta cũng đã tới lại cái khu vực này. Hôm bữa mình còn chưa kịp khám phá thủy cung các bạn ơi. Mình thấy bên đây nó có thủy cung hay sao nè. Từ từ. Đây, thủy cung nè các bạn. Ôi mày chuối. Ui mà cảm giác gọi cái đèn này nhìn nó sợ hơn các bạn ơi. Ok. Méo mó có được không? Mình sẽ đậu cái tàu ngầm của mình ở đây đi ha. Chắc sẽ ổn mà đúng không? Từ từ, có chừng đục. Rồi tắt đèn đi. Vô trong. Ok. Ui da, cái gì? Cái gì mới tấn công mình vậy? What the heck? À cái con này. Định làm gì ta? Bắn cho nó bị dính phóng xạ đi các bạn. Nó yếu lưới bớt. Giỡn mặt hả? Rồi, lượm cái đinh ba trong này trước. À. Rồi tiếp theo thì mình sẽ cố gắng đi lấy những cái kho báu ở trong này ha. Thường thì chỗ này nó sẽ có ba con giám hộ. Đây, một con rồi nè. Nó đã làm mình đào chậm đi rồi. Ồ, vậy là nó nằm ở hướng đối diện. Ok. Và cuối cùng mình cũng đã tới rồi. Giám hộ. Đây. Bụp giám hộ bằng cái súng đi các bạn. Súng này là khắc chế của những sinh vật mà nào mà hơi mạnh mạnh á. Mình chích một xíu thôi là sẽ yếu đuối liền. Đấy. Đang mất máu từ từ và kết liễu thôi. Ok. Và khi kết liễu chúng ta sẽ nhận được một cái bọc mút biển nè. Hết rồi. Và phòng này thì hình như cũng không có rương luôn. Ok, vậy thì mình sẽ qua cái chỗ tiếp theo đi. Vô đây mình lấy oxy lại cái đã. Rồi, chỗ tiếp theo thì thường là nó sẽ nằm ở phía trên cao các bạn. Ở đây chăng? Thiệt. Nó kiểu như là một cái thang máy vậy đó các bạn. Ok. Rồi trong đây nhiều mấy con giám hộ vậy. Ở đây rồi, con giám hộ thứ hai. Mình sẽ chích nó bằng cái súng này. Yếu chưa. Máu đang giật rất là nhiều các bạn ơi. Ok, vậy là chúng ta đã hạ được con giám hộ thứ hai trong khu vực thủy cung này rồi. Vậy là còn một con giám hộ cuối cùng nữa thôi. Con đó thì chắc nó sẽ nằm ở cái chỗ cao nhất của cái thủy cung này á. Ở đây luôn chăng? Chính xác rồi. Rồi, kết liễu thôi. Rất nhanh các bạn ơi. Từ từ. Tập trung. Mình sẽ bắn con giám hộ cao tuổi này trước, cho nó không chạy luôn.
Nice. Ô, cái con cuối cùng này còn cho mình trái tim biển cả nữa. À, được đó chứ. Và đây là căn phòng như duy nhất sẽ chứa kho báu cho mình nè. Mình vẫn còn bị đào chậm 2 phút nữa cơ. Rồi để mình qua hướng đối diện coi coi có rương không. Mình lút rương trước, còn chỗ này từ từ mình lên trờ mình đào mình lấy kho báu sao các bạn. Đây, có cái rương nè. Để coi. À, rất là nhiều vỏ ốc anh Vũ ha. Sau một lúc thì mình cũng đã hết cái hiệu ứng đào chậm rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu đào vô bên trong để chúng ta coi thử coi. Đấy, chính xác. Trong này có chứa kho báu hết các bạn. Tổng cộng mình sẽ được 18 khối vàng. Cũng tương đối nhiều ấy chứ. Rồi, thủy cung thì cũng khám phá xong. Giờ thì tiếp tục khám phá cái vùng biển để chúng ta đi săn cái con Hubrecker ha. Ok, trở lại tàu rồi. Chuột lẹ không thôi mấy con kia nó chích hư tàu đó các bạn. Ui da. Rồi, giọt thôi. Bật đèn lên. Xem coi Hubrecker nó núp ở đâu đây. Hôm bữa là thấy 2-3 con một lượt luôn các bạn. Bữa nay trở lại thì không thấy con nào hết ta. Breaker Hu ơi. Ủa lộn, Hu Breaker ơi. Where are you? Trời, con này linh vậy, mới nhắc nó xuất hiện luôn các bạn ơi. Oh no. Kìa nó kìa. Mình sẽ ướm chừng khoảng cách để mình bắn nó. Ok. Ai. Trời ơi, con này mình không làm chậm nó kịp các bạn ơi. Nó nhanh quá à. Thật sự luôn á, nó cực kỳ nhanh luôn. Nó đang dí qua đây. Chú lê. Và nó còn cắn hư tàu của mình nữa. Ê, đằng kia thêm một con nữa kìa. Con đó là kiểu như mình không đụng vô nó thì nó sẽ không tấn công mình các bạn. Nhưng mà bữa nay mình đang muốn săn nó. Bây giờ mình hình như là hơi cà khịa nhiều rồi đó nha. Không sao, liều ăn nhiều. Rồi sửa tàu lại cái đó. Kìa, cái con hồi nãy mình bắn kìa. Nó vẫn còn bị nhiễm phóng xạ các bạn ơi. Kì gì, lặn tiếp. Ai. Khó dã man luôn á. Yêu. Sao mà mình solo 1-1 với nó nổi ta. Kiểu nó bị trâu quá các bạn. Ê, mình sẽ thử đổi giáp đi. Bộ giáp này có vẻ là không trâu lắm các bạn ơi. Mình sẽ thử mặc bộ giáp bằng Tectonic của mình. Tectonic Shack. Lượng giáp sẽ gần như là gấp đôi luôn. Ok. Sau đó chúng ta sẽ tấn công nó lại. Tấn công xong chạy. Đố cưng bắt được ta. Khó chịu liền. Chiến thuật đó các bạn ạ. Rồi, đánh một vòng qua đây ha. Mình lướt ngang nó thôi. Sau đó mình sẽ chích điện nó. Ủa, chích cái tia nó vô người nó. Đó. Rồi chùi tiếp. Ui da, bị vương. Ê. Ui, bị vương. Ôi mà chui. Ui, vẫn ổn. Mặc dù hơi hư tàu một xíu các bạn ơi. Không sao. Vẫn trong tầm kiểm soát của mình. Rồi, quay tàu lại nè. Sửa tàu lại cái. Cái này là không khuyến khích các bạn làm theo mình nha. Cực kỳ nguy hiểm đó. Chỉ có những người máu liều nhiều hơn máu não giống mình thì mới đi khịa cái con Hubrecker nguy hiểm này thôi. Ok. Bữa nay KPI của chúng ta là săn ít nhất một con Hubrecker mà. Bắn đó. Đúng rồi. Nhắm vô người đó. Bắn tiếp. Đó. Không biết nãy giờ mình rỉa nó được bao nhiêu máu rồi đó. Nhưng mà chắc cũng được đâu đó cỡ 20-30 máu rồi đó các bạn. Con này nó không nhiều máu lắm đâu, cỡ 400 máu à. Mình rỉa đây tới mơ chắc cũng hạ được nó thôi. Đúng rồi. Như thế mà phát huy các bạn ơi. Nó dí. Rồi, lúc mà nó vừa hết dí mình là mình sẽ lập tức quay xe liền ha. Trời, mấy con kia nó bầu vô mình quá trời quá đất à. Thiệt tình luôn á. Bắn tiếp. Rồi, chuồn. Ui, cái tàu mình nó nát rồi các bạn ơi. Phải sửa lại gấp thôi. À, không nhận. Ý là mình đem theo đồng sẵn rồi đó. Mà sửa ngồi muốn hết đồng rồi nè. Mẹn đất ơi. Con kia không biết còn bao nhiêu máu nữa. Ủa, sao nó núp ở dưới đây luôn rồi nó. Không biết nữa các bạn ơi. Mình cứ bắn nó tiếp đi. Ok. Cái con này á thì mình không có núp được các bạn. Mình mà núp thì nó cũng phá hủy được block à. Ê. Trời ơi. Chìm tàu luôn rồi. Oh no. Cái con này. Ui, tụi nó tấn công hư tàu mình luôn rồi các bạn. Ý. Dạ, còn hết oxy nữa. Ok. Yêu.
Mẹ nước ơi, mình sắp không ổn rồi. Sửa tàu lẹ, sửa tàu lẹ. À, cay thật. Mày muốn chúng phá tàu. Rồi ok. Ui, may quá, mình vẫn còn sống các bạn ơi. Tí nữa là ra đi rồi. Ủa nó đâu rồi? Ơ kìa. Ây da, tiếc giờ. Trời ơi, tính ra đang săn nó luôn á. Mình mất dấu cái con hồi nãy giờ rồi các bạn ơi. Uổng thiệt chứ. Ok, ở đây mình thấy có một cái chỗ nghiên cứu khác hay sao nè. Ồ, giống lắm. Chỗ này hình như giống cái chỗ lần trước mà mình lượm được cái tàu lặn á các bạn. Hình như vậy đó. Hướng này thì không đúng rồi. Mình sẽ thử qua hướng đối diện coi. Ở đây. Chính xác rồi. Ok, chúng ta sẽ đi xuống dưới ha. Ở dưới này. Ủa? Ủa khoan, từ từ. Có gì đó sai sai nha. Hình như không phải chỗ này các bạn ơi. Vậy là một chỗ khác hả? Quê xệ vậy. Ê, sao cái con này nó bị, hình như nó bị mắc kẹt các bạn ơi. Đúng không? Ôi, con này nó bị mắc kẹt nè. Ây da, ây da. Nhưng mà mấy con kia nó đang phá hủy cái tàu của mình. Cay thế nhờ. Sửa tàu lại. Vô tình phát hiện. Ừ đúng rồi, nó bơi sao nó bị mắc kẹt vô vách đá rồi. Bắn nó. Tranh thủ. Cao thủ không bằng tranh thủ. Con kia bắn luôn. Này thì già chuyện hả? Già chuyện nè, xử luôn. Bắn cho hết gớt cái quần luôn mà. Ôi, mình bắn một hồi đẩy nó sát vô vách đá hơn các bạn ơi. Đúng rồi, nó đang yếu máu dần. Ê, nó đang há miệng để nó muốn cắn mình cơ. Nhưng mà mình sẽ không cho phép nó làm điều đó đâu. Con này nữa, đi đâu? Đi chỗ khác. Đi chỗ khác liền. Bắn cho bốc hơi luôn. Quá đã các bạn ơi. Ôi, nhưng mà gì có hèn quá không ta? Thôi kệ đi, giờ mua hèn cái bẩn xíu mà. Hạ được cái con thủy quái Hubrecker này thì cũng được ha. Dạ dạ. Cái con này nó khịa nhiều quá, hư tàu tiếp rồi cơ. Ok, sửa tàu lại cát. Rồi, săn thủy quái tiếp thôi các bạn. Ê, đừng lại gần nó quá nha. Con này cái tầm cắn của nó rất là xa luôn các bạn ơi. Hôm bữa mình thả nó lên đất liền là mình trải nghiệm một lần rồi. Thiệt luôn á, cái con này mà ha, để nó bơi được ở bên ngoài không biết sao mình solo nổi luôn ấy. Ok, mình đã hạ được nó rồi. Và chúng ta đã có được thêm một cái, đây, cái embryo các bạn ơi. Immortal embryo. Wow, còn đây là cái khối động cơ nha. Cái này để mai mốt mình làm tàu á, khá là ổn. Rồi, mặc dù đây là cách săn nó không hề xanh chín tí nào, nhưng mà hôm nay mình đã có thể săn được một con bằng khẩu súng này rồi ha. Ừ, tự mình săn chứ không phải là nhờ khủng long săn các bạn. Nice. Vậy là chắc còn lâu nữa mình mới tự tay săn được Hubrecker á. Thiệt luôn, quái vật gì đâu mà ha. Vừa ghê mà vừa mạnh nữa. Thôi, cái vùng biển này chắc là chúng ta đi lên được rồi đó các bạn. Khi nào mà cần đạo kim cương chắc chắn là mình sẽ trở lại chỗ này ha. Bởi vì mình thấy chỗ này nó có rất là nhiều quặng kim cương ở tít ở phía dưới á, lộ thiên luôn. Ta hồi cho mình đào ấy. Nhưng có một cái điều á, là cái con tàu ngầm của mình nó rất là dễ bị oxy hóa các bạn à. Thế nên là hôm nay mình sẽ trùng tu nó lại một tí, bằng cách là mình sẽ lấy cây rìu, mình sẽ biến cho nó trở thành như mới ha. Sau đó dồn cái sáp ong nhét vô. Đã. Vậy là bây giờ tàu của mình lúc nào cũng sẽ như vậy luôn á. Không có bị oxy hóa đớm đớm giống như hồi nãy nữa các bạn ơi. Khá là ngon nghẻ luôn. Alright. Và bây giờ thì chắc mình sẽ tập trung ở nhà thôi, để mình còn canh chừng đó chính là Tremorzilla lớn nữa. Hồi nãy mình mở được cái thành tựu King of Monster, tức là đây chính là loài kiểu như là bá chủ luôn các bạn à, còn dữ hơn cả là Tremorzilla. Ủa lộn, Tremosaurus nữa các bạn ơi. Mình cũng đoán vậy á, còn nhỏ mà đã 500 máu rồi, không biết khi lớn sẽ cỡ nào nữa. Ê, mà hình như mình mới tìm được một cái thứ khá là hay. Tremorzilla có thể ăn những trái bơm để cho mau lớn các bạn ơi. Nghe có vẻ hơi căng đấy, nhưng mà mình sẽ đầu tư để thử coi có đẩy nhanh quá trình lớn của Tremorzilla hơn hay không ha. Ui da, sao mình hết sắt rồi trời. Ui dồi,
Tự nhiên thấy nghe thấy 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 mình nghèo ngang luôn các bạn ơi. Làm được có một trái bơm à. Thôi kệ, con trái cho em ăn trái cũng được. Cẩn thận nha, đặt cho chuẩn nha trời. Đặt tầm bậy nó nổ ngay đây. Xác định luôn á. Em sẽ đi sớm đấy. Ủa? Ủa ăn xong rồi. Ủa? Ủa mình đâu thấy thời gian giảm đâu ta. Ok. Ơ à, bị lừa rồi. Úi xuôi. Lừa rồi. Thôi vậy mình phải ngồi đây đợi tiếp thôi các bạn. Ê ê ê, ảo rồi ní. Trời, hai ní này. Muốn test súng thôi hay gì? Trời. Zombie da xanh. Lại bị da xanh thêm các bạn. Ôi, lại thêm một thanh niên khác nữa. Trời đất ơi. Trời. Cái gì mà nhiều vậy? Anh thằng ơi. Nguyên một đạn luôn. Mẹ đất ơi. Hình như muốn mình nhuộm skin da xanh hay sao á. Rồi, và đây. Trẻ Mozilla của chúng ta sắp lớn rồi các bạn. Đếm ngược nè. 5, 4, 3, 2, dạ. Oh my god. Oh my god. Các bạn ơi. Cái gì mà thay đổi kích thước khủng vậy? Mẹn đấy ui. Ủa thôi. Vẫn giữ lại bằng cái lasso được. Yêu. Hên là chưa có sập nhà. Hên quá, mình mà để trong nhà xác định rồi. Tối nay là ra chuồng khủng long ở rồi. Quá trời quá đất. Ok, để bây giờ mình tranh thủ đi ngủ. Sáng dậy chúng ta sẽ bắt đầu đi test sức mạnh của trẻ Mozilla ha. Đầu tiên là mình sẽ kiểu như test thử coi trẻ Mozilla có cho mình cưỡi liền hay không, hay là phải có thêm cái yên thì mới có thể cưỡi được ha. Mình sẽ thả ra chỗ này để cho an toàn. Rồi. Thánh thần ơi, to khủng khiếp luôn các bạn ơi. Thánh thần á, ui ui, gầm thét. Trời. Trẻ Mozilla là còn dữ hơn anh Long nữa. Ôi. Ok. Ý, vậy là mình không cần chế tạo yên các bạn, là mình vẫn có thể leo lên người. Ủa không, leo lên đầu của trẻ Mozilla. Ui. Mặc dù to xác vậy thôi nhưng mà di chuyển cũng rất là nhanh nhẹn nha. Wow. Ê, tấn công theo lệnh của mình đó nè. Cắn. Vô. Dặm dò nữa nè. Wow. Ui, đây đúng kiểu là vua quái vật rồi. Và hình như còn có kỹ năng đặc biệt nữa các bạn ơi. Ê, mình háo hức nha. Để coi kỹ năng đặc biệt này sẽ là gì đây. Dẫn sức rồi. Oh my god. Sức mạnh của trẻ Mozilla. Mình nói thật là giống hệt Godzilla ở trong phim luôn các bạn ơi. Cũng vận sức rồi bắn một cái tia cực mạnh về phía trước kìa. Wow, mình nghĩ trẻ Mozilla được lấy ý tưởng từ Godzilla các bạn. Các bạn có đồng ý với mình không? Wow, thích thiệt luôn á trời. Trời ơi. Ui nhưng mà trẻ Mozilla có khả năng phá hủy địa hình hơi bị căng nha. Wow. Đi đâu vậy cưng? Không được. Khi nào mà dắt trẻ Mozilla về nhà là mình phải cho Tremor ở trạng thái nghỉ ngơi thôi các bạn. Đi tới đi lui là cái khu vực mình á, nát bấy luôn á. Mình tin chắc là như vậy. Và với một cái thân hình khủng như vậy thì mình nghĩ mình nên cách ly Tremorzilla riêng ở một chỗ các bạn. Và khu vực mình chọn đó chính là ngay cái phần lúc đầu á mình tính làm pháo đài các bạn. Nhưng mà không, bây giờ mình đổi ý tưởng rồi. Mình làm nơi ở cho Tremorzilla luôn đi. Cũng sẽ ổn thôi. Rồi, mình sẽ bắt đầu trải những cái rap rock ở đây ha. Tại vì đây chính là lõi đá ở cái vùng hang động toxic, nơi mà mình bắt đầu nghiên cứu về Tremorzilla các bạn. Rồi, việc của mình bây giờ là thả Tremor ra. Đó, Tremor sẽ nằm ngủ trên này ha. Wow. Trông rất là ngầu luôn các bạn ơi. Uầy. Được thật sự. Rồi, mình sẽ ngắm Tremorzilla từ xa coi.
Uầy, cũng không tới nỗi tệ các bạn ạ. Sắp tới nếu mà nắng mưa thì mình có thể xây thêm cái mái che phía trên á, là ok rồi. Vậy đi, giờ thì chắc là mình sẽ chuẩn bị cho màn solo của Tremor với một cái con boss á. Và mình nghĩ cái con boss mà mình muốn test sức mạnh đó chính là con Wither các bạn. Lần trước thì anh Long cũng đã test với Wither, nên là lần này mình cũng sẽ cho Tremorzilla test với Wither ha. Ok. Và riêng về cái khu vực test sức mạnh thì mình sẽ ưu tiên hang động nguyên thủy, bởi vì đây chính là khu vực hang có phần trận rất là rộng rãi để cho Tremorzilla của mình không có bị đụng đầu ha. Ok. Mặc dù như vậy thì cái con Wither nó có thể là nó sẽ bay đi các bạn ạ. Nhưng mà tùy theo tình huống ha. Hy vọng là mọi thứ sẽ ổn. Bây giờ thì chúng ta sẽ triệu hồi boss Wither thôi. Ê, từ 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 từ. Vậy mới đúng. Ok. Ê, Tremor. Tremorzilla đi đâu vậy? Khoan. Đâu rồi ông nhỏi? Anh thằng ơi. Chưa gì đi tiếp tới đằng kia rồi. Gầm rú gì nữa, lại đằng kia đi. Không được rồi. Trời, định lên trên cái gì? No. Có vẻ là Tremor cũng không được nghe lời lắm các bạn ơi, cũng khá là tinh nghịch đây. Hình như khủng long nào mạnh đều tinh nghịch như vậy hay sao các bạn ạ? À quên, mặc giáp Tectonic của mình nữa. Không thôi con Wither nó bán hành cho mình luôn á. Ok, thời khắc quyết định đã tới. Mình sẽ triệu hồi Wither Boss và sau đó cho Tremor ra ha. Như vậy thì sẽ an toàn nhất. Rồi, ok. Tremor ở chế độ theo dõi mình. Rồi, di chuyển ra xa một xíu các bạn. Con Wither nó sắp hồi máu rồi. Và bùm. Chuẩn bị. Ê, con Wither kia. Ây da. Ê, sức mạnh của Tremor. Chùm tia cực mạnh. Chỗ nó ăn nguyên chùm tia luôn các bạn ơi. Ui, ây da, mình sắp không ổn rồi. Ow. Đúng rồi, Tremor, cố lên. Giọng nó, đúng rồi, một cái nữa. What the heck. Wow. Cái kỹ năng chùm tia của Tremorzilla các bạn. Hồi nãy mình điều khiển và mình nhắm vô người con Wither. Chỉ với một chiêu đó thôi, gần như đã tiễn được con Wither đó đi luôn rồi. Hồi nãy mình còn chuẩn hộp một lúc đó nha. Sức mạnh tuyệt đối luôn á. Bảo sao mình mở khóa được cái thành tựu vua của quái vật là phải rồi. Đây chả khác gì một con quái vật cổ đại ấy các bạn. Quá đã luôn. Yay. Ăn mừng thôi. Mình sẽ chiếu chùm tia để ăn mừng á. Rồi. Phá hủy ngọn núi kia luôn. Tremor, chuẩn bị tấn công. Ý. Trời ơi, mình làm tiếng muốn khàn giọng luôn á. Wow, cái chùm tia này công nhận Tremor tấn công lâu thì các bạn à, mà mạnh nữa. Thích nha, thích nha. Ok, và phần thưởng của mình sau khi đánh bại con Wither kia là một cái trái tim. Mình có thể dùng được luôn không? Mình dùng được luôn rồi. Hình như nó sẽ cộng cho mình một trái tim hay sao á. Còn khu vực này thì chắc không còn gì để chúng ta khám phá nữa rồi. Nên thôi, mình sẽ điều khiển Tremorzilla rồi sau đó chúng ta đi về ha. Đạp xuống đàn cái. Rồi, ok. Cho Tremor ra. Ơi chưa, đang ở chế độ gì vậy? Ok, ngồi xuống đi. Nằm nghỉ đi nha. Hồi nãy giờ chiến đấu mệt rồi. Tổng kết lại trong ngày hôm nay, chúng ta đã có được một người bạn mới, ta nói, với siêu sức mạnh luôn các bạn ạ. Và các bạn thấy sức mạnh này có hủy diệt hay không? Mình thì đánh giá Tremorzilla chính là khủng long mạnh nhất của mình ngay bây giờ nha. Lúc trước là anh Long, chị Long các bạn, nhưng mà bây giờ là Tremor rồi. Oh my god. Quá đã luôn. Vậy vọng rằng trong thời gian sắp tới, mình sẽ nhờ được sức mạnh của Tremorzilla trong nhiều trận chiến hơn nữa ha. Liệu rằng sắp tới còn có những loài khủng long nào mạnh hơn cả Tremor hay không? Câu trả lời sẽ sớm có trong những chuyến khám phá và phiêu lưu kế tiếp của chúng ta. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Mà bạn nào có nhu cầu mạc Roblox, Lovefruit cũng như là Unit Toilet thì nhớ ghé qua shop của Lộc nha. Link shop ở dưới phần bình luận á. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye. We'll be right back.